cùng nhau hướng về hành trình thiện nguyện Summer Charity Drive vào cuối tháng 5 này. Thân mời các anh chị em biker hãy cùng đồng lòng góp sức san sẻ tình yêu thương đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại mái ấm chùa Thiện Tâm trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 sắp tới. Truy cập ngay fanpage hoặc liên hệ hotline của chúng tôi ngay để chuẩn bị một hành trình thật ý nghĩa.